Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 13 vào chiều nay giữ cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 và nó đang ở phía đông của huyện đảo Hoàng Sa. Bão có thể sẽ giảm cấp khi mà đi vào vùng biển ven bờ Trung Bộ và nó sẽ đi vào khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vào ngày Chủ nhật này. Với hoàn lưu mây rộng hàng trăm km thì ngay từ đêm nay bão sẽ gây ra gió mạnh ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 9 tới cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ sáng ngày mai ngày 14 tháng 11 thì khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam cũng sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên là cấp 8. Vùng ven biển thì có những nơi có thể lên tới mức là cấp 9, giật cấp 11. Bão cũng sẽ gây ra mưa lớn trở lại từ ngày mai và kéo dài đến ngày 16 tháng 11. Khắp khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ khoảng 150 đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Đối với Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi thì cũng sẽ có mưa to từ 50 đến 150 mm. Trong đợt mưa lần này thì cảnh báo các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi lũ sẽ lên và cần lưu ý trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố của Hà Tĩnh và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lũ lên từ báo động 2 đến báo động 3 và có sông thì trên mức báo động 3. Cần phải đề phòng với ngập lụt tại vùng trũng thấp cũng như là lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trên biển, ngoài khơi khu vực huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Độ có sóng từ 3 cho tới 5 mét, vùng gần tâm bão là từ 5 đến 9 mét, biển động rất mạnh. Tại huyện đảo Trường Sa thì gió đông bắc đến đông là khoảng từ cấp 3 tới cấp 4, sóng ở đây cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.